Xin chào anh chị. Ở video này chúng ta sẽ tìm hiểu một cái cách khác về phát triển trí tuệ cảm xúc cho trẻ, đó là thông qua các cái câu chuyện. Thì giáo dục trí tuệ cảm xúc chính là giáo dục cho trái tim, bằng cách là chúng ta mở rộng cái tình yêu thương và dung lượng trái tim. Trái tim biết rung cảm thì dạy con mà thông qua câu chuyện thì đây là cái cách mà tôi hay thường nói, đó là ngon bổ rẻ. Ngon là sao? Tức là trẻ con thì bé nào cũng thích nghe kể chuyện, đúng không ạ? Tất cả các trẻ đều thích nghe kể chuyện, đặc biệt là khi mà trẻ lên giường ngủ thì cha hoặc mẹ kể cho con nghe một câu chuyện thì con ngủ rất là nhanh. Bổ là như thế nào ạ? Đó chính là thông qua cái câu chuyện thì trẻ học một cách rất là nhẹ nhàng, học một cách thư thái và không có hoàn toàn không có áp lực. Rẻ, các cái câu chuyện thì anh chị mua những cái tập truyện rất là rẻ, nó không có tốn cái chi phí gì bao nhiêu hết, đúng không ạ? Cho nên là cái cách mà dạy con thông qua các câu chuyện là cái hình thức mà tôi gọi là ngon bổ rẻ trong giáo dục trẻ. Cái thời điểm mà anh chị kể chuyện cho con nghe thú vị nhất và hiệu quả nhất đó chính là cái thời điểm mà khi trẻ lên giường ngủ, hoặc là lúc sáng sớm khi trẻ vừa thức dậy đó. Thì cái hai cái thời điểm này chính là thời điểm mà tuyệt vời nhất để chúng ta thủ thỉ những cái câu chuyện cho các con nghe. Mỗi một cái câu chuyện kể thì nó đều có một cái phần bài học. Sau khi mà anh chị kể câu chuyện xong thì anh chị sẽ hỏi con có rút ra cái bài học gì hay không, cái bài học của con sau câu chuyện là gì. Và tiếp theo cái phần này, đây là cái phần quan trọng nhất, đó là chính là câu hỏi tư duy. Câu hỏi tư duy thì nó có hai cái phần rất là quan trọng trong câu hỏi tư duy. Đó là cái câu hỏi tư duy gắn trực tiếp với cái câu chuyện, và cái câu hỏi tư duy gắn với những cái tình huống thực tế bên ngoài. Nếu anh chị có bộ thẻ nâng cao EQ thì anh chị hãy tìm đến cái phần các cái câu chuyện, thì trong đó có 15 cái câu chuyện được chọn lọc để giúp cho con nâng cao chỉ số EQ. Và cũng có cái phần đó là 15 cái audio đã được thu âm sẵn. Nếu anh chị không có thời gian để kể cho con thì hãy mở cho con nghe vào lúc mà con lên giường ngủ. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ về tường, bấm vào đăng ký kênh để nhận thông báo video mới nhất. Tôi là Lê Thanh Trong, tác giả bộ thẻ nâng cao EQ, người đồng hành cùng cha mẹ để kể câu chuyện giáo dục gia đình. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.